yên tâm. Ok, bây giờ tụi mình đang ngồi nghỉ ngơi ở Đồng Nai xíu, sáng đang ngồi ăn sáng xíu, xong rồi mình ăn sáng xong á, tụi mình sẽ bắt đầu tiến lên cái đường DT725 để bắt đầu đi di chuyển lên Bảo Lộc, thì tối mới đi rừng. Bây giờ còn một thằng viên nữa mà nó chưa tới nữa. Chết. Tôi có nghe. Rồi tụi mình đang ngồi chờ ăn xíu, mình ngồi chờ lâu quá chưa thấy ai hết. Cho nên là chắc lát rồi vô DT75 mình quay. Trong khúc đường DT725 đi một xíu nữa mới tới Lộc Thắng Bảo Lộc. Có 4G. Đi mẹ sao lại bị lỗi. Ủa sao có 4G lỗi rồi. Bỏ luôn. Gầy. Nó eo. Giờ 10:30 rồi. Chắc 12 giờ mới tới. Lát phải đi qua đèo B40 với lại một khúc nữa mới tới chỗ hẹn. Ok, chắc giờ mình ngủ nước xíu đi tiếp. Đây là một cái khúc ở giữa cái đoạn đường DT725. Thì chỗ này thì mọi người dừng lại để chụp hình khá là nhiều. Đó, đây là một cái khúc dốc, một cái ôm cua. Đây là mọi người dừng lại chụp hình nhiều lắm. Chỗ này thì khá là đẹp nha mấy bạn. Mấy bạn đi cứ đi theo cái DT725 thì đi một xíu các bạn thấy được cái này đi chắc tầm 45 phút á.
45 phút rồi hái được cái này. Ở dưới kia là hồ đã tẻ phải không ta? Hình như dưới kia là hồ đã tẻ. Suối xanh đẹp. Nước màu xanh khá là đẹp. Giờ tụi mình chắc ở chụp hình quay phim nghỉ ngơi xíu rồi tụi mình đi tiếp. Còn một tiếng nữa mới tới chỗ tập hợp luôn. Đem quay không? Vâng. Cầm máy quay đi nãy giờ luôn hả? Con này con gì đây? Ồ, đi mà dọc đường cái đèo thấy xác con rắn các bạn. Mà con này chắc bị đập chết hay là chết khô vậy ta? Nó quấn cái dây ở đây à, chắc là người ta đập chết nó rồi. Có gì gỡ cái đầu ra không ta?
Gõ ta luôn hả? Gõ đi, lát tôi có cái keo ấy. Có nút. Rắn sói hả? Rắn sói cầm nia ta. Chắc rắn sói quá. Khúc quá. Ờ, bị thiệt. Này chắc bị người ta đập chết á. Thôi an táng nó đi ông ơi, nó cũng chết. Con này chắc mới chết mấy ngày rồi. Đây, tôi đưa nước rửa tay cho. Đây. Mình leo đèo mà hả, xe leo không nổi luôn. À, khổ thiệt. Nước rửa tay bên đây nè. Nãy đi thấy sọc sọc sọc. Đây. Nước rửa tay. Nước rửa tay bên cái túi bên phải. Vệ sinh, vệ sinh xíu. Giờ tụi mình còn tiếng nữa mới tới luôn. Nói chung cũng hơi xa. Tụi mình vẫn đang ở trên cái khúc DT725 á, nhưng mà ở đây là đèo với 40 ha. Rồi đi tiếp hả bạn ơi. Hai xin chào mọi người ha. Giờ mình mới tới. Đây là xe của mình có một chiếc Winx Dream, chiếc Vario với chiếc RSX. Thì đêm nay tụi mình sẽ đi rừng bằng mấy chiếc xe này. Thì nhóm mình hôm nay đi 6 người, có 2 bạn nữ với lại 3 người, 3 người con trai. Nghe chị My. Trời ơi. What the fuck. Ủa, dừng tiếng ông nội này là người kêu dừng lại. Tim mình đang cãi lộn. Rồi. Mày dừng lại rồi mày kêu chạy tiếp. Ồ, kêu rồi là kêu kiếm mấy ngàn. Rồi để lát cãi lộn kêu xong mình quay tiếp. Tao kiếm mấy ngàn. Tại giờ tụi mình đang tầm 2 rưỡi rồi, tụi mình đang chuẩn bị đi rừng. Tim lúc này nó vẫn đang còn nằm ngủ. Trong không đang nghe nhạc chủ em không? Anh nghe nhạc bắt em chưa? Lát nếu được chắc mình sẽ quay, còn không thì tại hiện tại vẫn đang thiếu lên dụng cụ để gắn máy quay á, mình cũng đa số mình cầm không à, cũng hơi khó. Giờ team mình đang bắt đầu khởi hành đi. Thì nãy có chút trục trặc nên chưa quay được. Giờ đang chờ một thành viên còn lại trong team đi đổ xăng rồi tụi mình mới đi. Lát mình đi đâu? Đi vào rừng. Đi vào khúc nào? Cái chỗ đu quay trước hả? Đi vào... Nói chung đi thẳng, đi xa đi tầm tiếng. Đúng rồi. Về tới nơi cũng chực tối rồi. Em có ghi là máy chắc lóc không? Chắc lóc hả? À đúng rồi, nhắc mới nhớ rồi, đem bật chắc lóc cái. Bây giờ mình ghi chắc lóc lại, mình lát map. Chí, lát map. Lát map, lát rêu chắc cơ. Chị ngại, chị không biết gì. Khoai thơm lắm nha cô. Bình lạnh. Cái chuối này ngọt, khoai thơm. Mà tên bắt giọng quá. Nói nó ăn cái bánh cam. Tôi rớt cuộc khẩu thanh lên chạy em. Em mất tẩy vậy à. Đây. Đấy là bán bụng vàng của mày. Ủa, đi gặp rớt cái nè, đây nè. Rớt bên đây nè. Nhưng mà người
Người đây người ta làm ăn có nhiều cái đó, nó ngon, nó khác chứ Sài Gòn mình. Cái bột nó mỏng ha. Khoai nhiều, trứng nhiều. Ở Sài Gòn là rất bột, phải rất năm. Nãy chị nghe đồn ai ăn nữa trái chuối á. Nhỏ đi. Xong xong rồi ai còn nói là ăn nữa trái chuối còn lại. Ăn nửa trái chuối. Đó đi. Tại đây hai thằng ăn nửa trái chuối. Tại đây ăn nửa trái thôi. Mày hiểu không? Nếu mà tao đưa mày nửa trái này để tao lấy trái khác tao ăn nửa trái tiếp. Tại em tụi trái chuối nó phải bự như vậy. Thì nãy chị nói là chị nhớ là mình nói thì ăn nửa trái chuối thôi. Chuối Sài Gòn. Chuối Sài Gòn một trái hình như là 8.000, nó dài vậy nào. Dài lắm. Là bột nhiều. Bột rất nhiều. Nó kén cái chuối mỏng ra một cái chuối thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Mà nó kén mỏng ra. Có khi được nửa trái luôn mà, có người bán nửa trái luôn á. Ghê là mắc rồi. Bán nửa trái gì? Nó ấy nửa trái chuối nó kén dẹp lép ra nó đóng bột luôn. Nhà này gì? Bánh cam. Bánh cam. Tuổi thơ không. Ủa còn cái bánh cam nào? Còn rất nhiều. Còn bánh cam. Cậu bé Bình mới chiều vậy bánh cam. Bánh cam của em khác. Không, bé này ở dưới em à. Làm từ cam á. Nó vỏng vậy không? Không hề, không biết mà. Nó không hỏi bánh cam không? Cam. Nhưng mà tên của nó đều là bánh cam. Có nơi thì nó có mè. Có nơi nó có mè. Không, có bánh cam đường nữa, bánh cam đậu giòn được nữa. Bị con cắn luôn. Ở ngoài nó có cái gì nữa. Bánh này là rất là ngon. Ở kiểu ở trên Lâm Đồng á, mình đi ăn mình thấy ta làm cái đồ ăn nó nhiều. Chứ còn dưới Sài Gòn thì đa phần mình thấy người ta bỏ bột nhiều hơn, chết nước mưa đi vô. Thật kệ. Bánh cam mà rất ngon. Hai đó các sau sau này em đi xét nghiệm bệnh em gan, tại vì men gan lúc nào nó cũng cao hơn mình. Men gan cao do ăn nhiều đạm quá. Hồi đó tao kiêng đạm rồi, hồi đó vẫn cao, nhưng bây giờ tao kiêng rồi. Em kiêng đạm em muốn sữa không? Lớp mì rất nhiều. Chuối vô ăn chuối. Mì rất ăn chuối đó. Mì rất ăn chuối đó. Mình có nhỏ bạn thấy ăn chuối lắm. Khoai này rất là ngon. Cái khoai gì không? Khoai rất là mềm. Cái khoai giòn. Vỏ hay giòn? Khoai gì? Khoai gì? Khoai lan chứ khoai gì? Ê, khoai lan. Ủa? Tao không biết. Khoan, mình có cái nồi để mình nấu đống này rồi đúng không anh? Cái bếp đủ to không ta? Anh có đem bếp đúng không? Bên em có một cái nữa. Hy vọng là chứa lên cái nồi được. Ủa, Phúc Nguyên mình có đủ cái ga không ta? Hai bình ga, bốn người luôn được. Ừ, hai bình ga một đêm được. Trời, một bình mày biết hồi đó tao hầm xương một bình ga tao hầm ba nồi không mày? Con chó 40kg tao hầm một bình ga chắc tóc luôn á. Mày biết là thịt con cái bộ xương con chó đó còn thịt mà tao hầm nó rã hết thịt là bóc thịt tao quăng cái bếp một nồi nữa. Chắc bóc chó luôn chỉ chưa hết ga. Ok. 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 Hai bình ga đốt mà được luôn á. Ừ. Mua nhưng mà không có nồi. Đừng mắc cỡ ra hết đi. Em no quá. Em no quá. Em bị nhức da cái mà tay của em. Sáng tới kêu Vi mượn anh Trường cái nồi bự đi. Vi cầm hai cái. Ờ hơn quá. Ba đây có nồi ăn. Tại sao lúc mà tao bận nhau mua xe vô vậy? Anh mà anh làm đéo cho có nồi mà mang. Ờ hay buồn cười. Chúng mày buồn cười. Tại sao vậy lại? Có anh giấy không? Có. Anh giấy thằng Trí đưa. Anh giấy vậy. Ăn khoai đi. Ăn xong no. Chuối đi. Ăn xong no. Không đừng để gần quá nãy bị dính dầu á. Tốt nha. Mày nên dương. Tốt. Rồi rút nguyên vậy. Nói ha, nhớ bạn không mình chuẩn. Giờ của em là cưng. Không răng. Hết rồi. Tắt răng nào. Nó hết pin. À vậy hả? Xin lỗi. Mua những gì vậy? Ờ thịt heo, cá viên với lại rau. Thế rồi. Đồ á hồi nãy thử cái đồ đau á.
Để anh chồn nha mọi người. Không có tôm luôn, không có tôm luôn, chỉ còn đúng thịt heo thôi, lại mua thịt heo. Thịt heo là tươi nhất ở đó. Không có cá luôn. Chị dữ á. Chị mới nói dữ đó. Có, chị nhớ trong cái túi. Rô hôn à. Trong cái tuổi thì mày nhớ cái hôm mà mày tới đùa. Tao nhớ anh chị, tao phải nhớ. Cái chị tại sao tao phải nhớ? Này chắc vô rồi, chắc 6 giờ tối quá. Các bạn từ trước hơn luôn, tao phải nhớ ảo. Bro. Này dùng thuốc. Không. Đi. Cái gì? Cái mẹ. Cái mẹ quên mua dầu ăn với mua nước. Trời ơi, không ăn. Ừ. Nước. Quá trời. Nước. Dầu ăn. Trên đường. Trên đường đi có chỗ hàng đó thì gấp vào mua thôi. Dễ. Nước là phải mua ít nhất 2 bình 5 lít luôn á. Tại vì nấu ăn nó đã hết rồi. Mua 1 bình 5 lít thôi. Nấu ăn nữa. Nấu ăn.